trong video này thì chun muốn anh chị và các bạn hãy cùng trải nghiệm cái chat gpt này à, nó sẽ viết content marketing à, bán hàng à, bán một cái sản phẩm nào đó à, cho anh chị và các bạn cùng với chun như thế nào nhá à, chúng ta cùng à, à, có một cái đoạn là viết giúp tôi đoạn content chuẩn seo cho sản phẩm mic thu âm cái áo k80 dây lưu bật được lợi ích công dụng tính năng điểm khác à, điểm khác biệt nhá à, điểm khác biệt chúng ta đánh chuẩn vào nhá của sản phẩm so với các mic thu âm khác Với giá bán là 399.000 đồng Và hướng dẫn khách mua hàng Tại link Zalo.ktk.vn à, Đúng không ạ à, Và Chun có thể thêm Một vài câu nữa Ví dụ bước 1 thì làm gì Bước 2 làm gì Bước 3 làm gì nhé à, Chúng ta đang xem Nó viết à, cho chúng ta như thế nào nhá Mic thu âm K8 Là một sản phẩm chuyên dụng Cho việc thu âm À, chất lượng cao với tính năng không dây tiên tiến và đặc biệt là dễ sử dụng. Sản phẩm cung cấp cấp cho người sử dụng nhiều lợi ích về chất lượng âm thanh và tiện ích sử dụng với giá bán chỉ 399.000 đồng. Mic thu âm K8 là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn có một sản phẩm chất lượng giá rẻ. Anh chị thấy nó viết hay không? Văn rất là tuyệt vời luôn, rất hay nhé. Đấy, chúng ta có thể áp dụng vào cái sản phẩm của anh chị và các bạn nhé để nó sẽ viết cho anh chị một cái bài văn, đúng không? Một cái bài à, content marketing để bán một cái sản phẩm nào đó, sản phẩm đặc biệt được thiết kế để sử dụng với điện thoại cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng để thu âm thanh tốt nhất. Tính năng không dây của Mic thu âm K8 cho phép người dùng thu âm thanh mà không cần phải kết nối với máy tính hoặc thiết bị khác. Ai giả, rất là, là chi tiết luôn. Nếu bạn muốn mua sản phẩm hãy thực hiện các bước sau để đặt hàng kết nối điện thoại của bạn với mic thu âm K8 quan tâm Zalo A Đấy. và nhắn tin với cú pháp mic thu âm K8 để đặt hàng Đó. nói chung là nó viết cho chúng ta là khá là thành một cái bài văn đó, cái nội dung bên trên của chúng ta nó cũng khá là chi tiết rồi Bây giờ chun thử nhá Là à, Thử viết là à, À, giúp cho tôi Đấy. viết cho tôi một vài gợi ý nhé Đấy. sau khi mà chúng ta à, cần bổ sung thêm một cái nội dung gì đó thì chúng ta hãy viết ví dụ như là công dụng mic thu âm cài áo không dây K8 thì nó sẽ như thế nào nhé ví dụ ở đây nó sẽ liệt kê là mic thu âm cài áo K8 có rất nhiều công dụng bao gồm thu âm thanh chất lượng cao khi ghi hình video live stream hoặc là podcast à, sử dụng trong các hoạt động ghi âm như ghi âm cuộc họp, hội nghị hoặc buổi học, sử dụng trong các hoạt động giải trí như karaoke hoặc trình diễn âm nhạc với chức năng không dây tiên tiến cho phép người dùng thu âm mà không cần phải kết nối với máy tính hoặc thiết bị khác à, rất là, là là văn đúng không ạ rất là, là 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 mượt đúng không ạ Đấy và anh chị chỉ cần tinh chỉnh một tí thôi là chúng ta sẽ có một cái bài content rất là chi tiết giúp cho việc thu âm trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Đó và thì à, tương tự như vậy thì anh chị hãy à, làm theo cái kiểu là chúng ta sẽ mổ xẻ từng cái ở đây. Ví dụ lợi ích này rồi tính năng đúng không ạ? Đấy. So sánh à, giá mic thu âm K8. Ví dụ như chúng ta sẽ so sánh nhá. Chúng ta sẽ đánh này so sánh mic thu âm K8 ba trăm chín mươi chín nghìn. So sánh. Nó sẽ so sánh cho chúng ta. So sánh với các mic thu âm cùng tầm giá. K8 có những điểm ưu việt sau. Tính năng không dây tiên tiến cho phép thu âm thanh mà không cần phải kết nối với máy tính hoặc thiết bị khác. À, anh chị thấy không? Nó sẽ mổ xẻ từng cái lợi ích ra để nó so sánh, để tư vấn cho khách hàng của chúng ta luôn. giá cả hợp lý rẻ hơn so với các mic thu âm cùng tầm giá nhưng vẫn cung cấp đầy đủ các tính năng và công dụng cần thiết tổng kết mic thu âm K8 là một sản phẩm đấy, tốt với giá cả hợp lý và nhiều tính năng tiện ích nếu bạn đang tìm kiếm một mic thu âm cho các hoạt động ghi âm học tập và giải trí sản phẩm này là một lựa chọn tốt cho bạn à, quá là hay luôn đúng không ạ anh chị thấy đây anh chị hãy áp dụng cái câu này vào một cái bài marketing của anh chị nhé. Đầu tiên chúng ta viết như thế này, chúng ta mổ xẻ ra từng bước từng bước một, đúng không ạ? Mổ xẻ từng bước từng bước một nhé, anh chị nhá. Đấy, thì nó sẽ giúp cho anh chị sẽ có một cái bài à, content marketing rất là chi tiết, từng tí từng tí một và chúng ta mổ xẻ ra và chúng ta ghép nó lại. À, nói chung là công cụ này nó sẽ là một cái 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 công cụ như cánh tay phải hỗ trợ đắc lực cho chúng ta viết content thôi. Còn chúng ta vẫn phải dùng cái trí tuệ và cái kiến thức content marketing của chúng ta để chúng ta có thể là thanh lọc Làm sao nó thành một cái bài viết làm sao thật sự uh, hợp lý và chính xác Và bên cạnh đó thì chúng ta vẫn phải gì ạ? Vẫn phải lên sử dụng, lên sở hữu một cái mic thu âm K8 như thế này để chúng ta sử dụng, để chúng ta trải nghiệm Thì cái chat GPT này nó sẽ kết hợp với cái sự trải nghiệm của chúng ta Kết hợp với sản phẩm trực tiếp cầm trên tay thì chúng ta mới đánh giá nó chính xác là nó viết nó có đúng không Và nó còn thiếu cái gì, đúng không ạ? thì để cho anh chị và các bạn sẽ có một bài content marketing hợp lý chúc mừng và đừng quên nếu anh chị nào chưa có tài khoản chat gpt thì hãy liên hệ với cái đường dẫn zalo uh, oa ở bên dưới cái phần mô tả video này em chun sẽ hỗ trợ cho anh chị để sở hữu cái tài khoản này nhé